Dạ dạ rồi, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Trời ơi. Cảm ơn ạ. Dạ cảm ơn cô. Trời ơi. Ngon quá. Dạ. Thôi em mua rỡ mua gà rồi. Mua nãy vậy thôi chị tiếp mà mua cho mua gà rồi. Em còn có 15 ngàn. 15 ngàn. Thôi thôi thôi. Thôi để dành bán đi mà. Thương tôi lắm, cho không thương mà. Đón xem Nữ Chủ từ 13 tháng 1 trên VION. Thưa quý vị, bà con tiểu thương đang rất là nhộn nhịp với sự xuất hiện của tụi tôi à. Chào chị em à. Có gì vậy? Tyler, Tyler. Hello Kenny. Đèn lát có anh chị, đèn lát đi anh, đèn lát đi, đèn lát. Đèn lát đó, ủa, sao thấy? Đúng là cho chị thấy, thấy được hết. Thấy không? Thấy, thấy. Mở đèn lát đi à. Mở đèn lát giùm cho em đi à. Người một cái đèn lát giùm cho em đi à. Không biết. Em sẽ dùng chủ văn nghệ ở đây. Mọi người đèn đây. Đèn lát, đúng rồi, đèn lát lên đi à. Đèn lát lên đi à. Đúng rồi. Lên đèn lát đi à. Chị em, lên đi à. Tay đâu rồi? Tay đâu, tay đâu? Đèn lát tụi em đâu? Quá trời. Ô, chào mọi người. Trời ơi. Ok, đi vô, đi vô, đi vô, đi vô. Lâm ơi, Lâm, Lâm. Anh sang đây. Trời ơi, con nhiệt ngọt lắm. Lâm ơi, hỏi giá bao nhiêu em? Chưa anh ơi, đi vô kia cái đi, vô kia cái. Dạ. Đi vô chợ cái đi. Dạ, vô đây, Phúc, đây Phúc. À, ok, chưa. Nhưng mà Phúc rất là em còn nhiệt á. Dạ rồi, dạ rồi. Alo. Ok, ok. Ok. Hello. Giống như đi chơi với Will in Vietnam. Quá trời, đồ ngon. Ok. Hello mấy chị. Wow. Hello anh trai, đèn lát đồ dữ dằn. Quá trời, đồ ăn rồi. Ở đây rất là nhiều đồ ăn, đồ uống đồ. Nhiều người hâm mộ ở đây á. Quá nhiều người hâm mộ ở đây, không phải là hâm mộ của Phúc mọi người ơi. Hâm mộ của... Trời ơi, cái mặt bự vậy, trời ơi. Trời ơi. Ủa? Thưa quý vị, bà con ở chợ đang rất là đông vui. Ăn ngon không chị? Ngon, ngon miệng đúng không? Cái này là... Bánh bột lọc. Bánh bột lọc. Này bánh mì. Bao nhiêu phần ạ? Bánh mì, bánh mì. Hot deal. Dạ thưa mấy chị ơi. Hiện tại là tụi em có 50 ngàn nhưng mà tụi em ăn muốn ăn hết món ở đây. Hả? Thì bây giờ bà con hỗ trợ là tự chia giùm cho em. Xong rồi à. Nếu mà không đủ tiền tụi em cầm cái GoPro này. Nếu mà không đủ tiền tụi em cầm cái GoPro này. Đúng rồi, để làm gì? À. Cảm ơn. Dạ truyền. Bình thường là Phúc có món bánh bột lọc nhưng mà ở miền Trung phải ăn. Hả? Liêu liêu quay phim. Bún mắm nêm. Làm gì ăn cái này? Bấm đêm ngon á. Ăn thì có dướng đau không? Đau á? Đau á? À trong rau, luôn luôn. Rồi phải rửa, rửa đâu? Đó là một cách nhớ Phúc ăn cái gì? Ngửi rau. À để coi có dính không? Mầm tốn cả tuần. Mà vẫn đam mê. Đúng rồi. Sao ăn đồ ăn ngon thì cả ngày có mùi thơm. Wow. Ăn mầm tốn ghét đời cả tuần. Phải nói bánh cuốn này ngon thế. Trời ơi. Tụi tôi ăn mà áp lực luôn á. Giao luôn bà con đi. Ăn xong rồi á. Trời ơi, cho Phúc tử cái này. Chào bà con. Bây giờ bà con đông quá nè, bà con muốn là hả Phúc hát tặng bà con đi. Có thuộc bài Việt Nam không? Tụi tôi hát phụ cho. Ok. Bà con ơi, có muốn người nước ngoài là hát tặng phục vụ bà con không à? Quá trời. Phụ do thì phụ hết bài nào có bài đó nha. Đây, tôi đây mình luôn. Đúng rồi, có nướng không chị ơi? Uống miếng nước đi. Chưa ăn xong. Mọi người nói về hát bài hát nhưng mà chưa ăn xong. Ngon thế.
Dạ cô muốn nghe bài gì nào? Alo. Alo anh Quy ơi, đã có cái lo rồi Quy ơi. Tất cả đứng im. Micro không được nhúc nhích. Tất cả đứng im. Các bạn có coi MV nhà đi em có ngu cái Quy chưa à? Trời. Quá trời, nhóm trẻ coi quá trời nè anh ơi. Trời. Hát bài cho mấy cô lớn nghe luôn đi. Bài gì anh? Bài gì mà nó liên quan đến lại sông chợ đi. Chợ. Hát bài gì về chợ ta? Miền rồi. Trung. Miền Trung đi. Miền Trung. Miền Trung. Miền Trung đất bồi phù sa. Ok. Người miền Trung gian khó nhiều đời qua. Ok. Thuộc không anh? Thuộc không? Em không thuộc nha. Cái gì miền Trung không? Biết. Đã bao lâu về không về miền Trung? Ok. 2, 3. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Người em. Nắng mưa đêm dài, cách chờ đường xa xôi đôi đường. Nhớ, 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 nhớ. Người ơi, người ơi. Nhớ về miền Trung, ra bến xe miền Trung. Nhớ về miền Nam, ra bến xe miền Tây. Em về Đồng Nai. Còn lớn. Quý, hát đi, anh ca sĩ mà. Ừ. Thưa quý vị, thưa quý vị, ủa sao nó lớn vậy, nó nhỏ vậy? Không, lớn đó mình phải nói lớn lên, cái này nó bị hư rồi. Em bị tắc tiếng, nên giờ em đi phục vụ bà con một bài hát vô cùng dễ thương. Bà con đây mình thuộc bài nào, mình hát chung một bài đi ha. Dạ. Bài hai không? Thằng này con không? Thôi sinh hoạt đoàn quá vậy, anh hát bài thiệt của anh đi. Ok, em sẽ hát bài Giả Vờ Yêu đi ha. Giả Vờ Yêu đâu à. Được, okay. Bà con ơi đi ha. Một trào thôi đi à. Quá đặc ơi, bây giờ đèn led mới đẹp nè. Quý vị ơi, bây giờ chúng ta một đêm duy nhất. Chính vì vậy bây giờ mọi người có những cái gọn đèn led, mọi người hãy quơ 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 để cho ca sĩ chúng tôi có thêm động lực được không ạ? Nào, hãy mở đèn led lên đi các bạn ơi. Từ từ chờ em xíu Quý ơi. Thôi để em cãi lộn rồi, đồng phim em hơi tắt tiếp. Bây giờ em hát nhẹ nhẹ nha. Đúng rồi, lên đi em ơi, lên đi em ơi. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em. Những năm tháng yêu nhau giả vờ. Mình cứ cố gắng bên nhau, hạnh phúc vun đắp ai kia. Nói đi đến nơi nào cho chúng ta. Hey! Đành thế thôi cứ chia tay, dù biết sẽ tốt cho nhau. Hay quá. Bước cứ bước em về với người. Lòng vẫn không nói nên câu rằng trái tim vẫn yêu em. Chẳng thể sống bên người như lúc xưa. Dạ sao mà? Vô tay. Rồi bây giờ là mấy chị chủ cho tụi em chụp một tấm hình nha. Rồi ok. Bà con ở đây cho tụi em chụp tấm hình với bà con luôn nha. Ai nào vô này, vô rồi Dũng ơi. Ok rồi bà con ở đây nữa nha. Vô. Vô vào đây, vào đi. Đổi bên. Rồi bà con ở đây nữa nè. Wow, rồi cảm ơn chị. Chưa vô luôn. Hai chưa vô hả? Đây để anh. Rồi, cảm ơn bà con rất là nhiều, tạm biệt bà con. Hẹn gặp lại. Đi thôi. Dạ bà con ơi, nãy giờ ai mà đã quay rồi đó thì bà con thương tụi em. Tới cái ngày mà phát sóng bà con hãy đăng lên nha. Chứ cái này là nó chưa có lên đài. Cho nên bây giờ bà con mà đăng lên đó là tội nghiệp tụi em, công sức tụi em từ thành phố Hồ Chí Minh bay vô đây. Rồi cực khổ bà con đăng lên trước là ảnh hưởng đến chương trình, là ảnh hưởng tới tụi em. Bà con hứa tụi em nha. Dạ, đợi khi phát sóng rồi đăng nha bà con. Dạ, cái này đăng ngay Noel như Tết nha, số đặc biệt nha, cảm ơn bà con rất là nhiều à. Chúc bà con buôn bán thật là đắt à. Cảm ơn bà con với rất là nhiều. Cảm ơn chị, cảm ơn chị bán bún rồi nha. Dạ, cảm ơn bà bán dao nha, cảm ơn nè bán Hoài Lan. Rồi bán mít nè, cảm ơn bà bán mít nha. Dạ, dạ, rồi cảm ơn chị rất nhiều à. Trời ơi. Cảm ơn à. Dạ, cảm ơn cô. Trời ơi. Ngon quá. Dạ, cảm ơn ngoại, cảm ơn ngoại. Alright, cảm ơn mọi người. Trời ơi. Mua gì nữa không? Còn, mua cho hết tiền luôn hay sao, hay là chưa lại? Mua hết đi anh, mua hết đi. Gặp người câu vậy không? Dạ không. Đi lồm mà vợ con chi ha. Thôi, ăn cơm tiêu chi. Trời ơi, nãy em biết, con biết cô bán là cô mua cô rồi á. Cũng lỡ mua hết tiền rồi con. Thôi mà chịu chi. Chúng ta có gà kho sả, canh hến rau muống, mắm, rau rắn mình sẽ mua. Con mua rau rắn cũng trộn gũa rồi.
Thôi, mua ra bún rồi. Mua ra bún mẹ chưa? Mua rồi, mua cái sáng dài 15 ngàn rồi. Mua gì vậy? Có mẹ chưa? Cái cây đi mua đi con đó chưa? Thôi thôi, để đi mua đồ món ăn chính đi đã. Dạ. Mắm cà, mắm cà. Mắm cà mua rồi, mắm cà mua rồi. Mắm cà mua rồi. Không tiền đâu mà ăn. Đấy. Thôi. Máy lạng. Mét nữa. Còn có 25 ngàn à. Thôi thôi thôi, để mua hết. Đang thử thách chứ phải đi mua ăn chơi đâu. Ê ê, thôi thôi, vô mua bịch rút khô. Rút khô đâu ta? Rút khô á. Dạ. Đây đây, rút khô à. Đây đây là vô. Tiền vô. Không, đây 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 đây. Rút khô. Rút khô để về trộn của đâu đáng. Thôi tiền không theo cho em đi chứ lấy tiền đi trộn em. Ở đây. Thì bán mua mà đủ làm phần thôi. Mười ngàn đúng rồi. Có cá không chị? Không bán có mà đắt được không? Thôi bạn mệt quá. Không có mà đắt. Em thử thách chương trình chứ không phải là em đi mua cho em ăn. Dạ dạ. Chị đây, thính hả? Có thính hả? Chụp, hôm nay ăn số 1 hả? Chú Hai luôn đây, đừng ăn số 1. Tại tại đây mấy bạn kia không biết ăn đâu, em không mua được. Chứ em đang khoái mấy cái món này mà. Thôi em mua rồi, mua gà rồi. Mua gà rồi, em còn có 15 ngàn. Thôi. Thôi để dành bán đi mà. Thương tôi lắm, cho không thôi mà. Rồi bây giờ mình lên đường thôi bà con ơi. Dạ thôi. Còn dư 15 ngàn. Còn dư 15 ngàn lộn chi hả? Bánh đúc bánh nèm á hả? Chù. Bánh bèo luôn hả? Chù. Chù cha. Bánh bèo bà bán ra chị. Rồi, bây giờ chúng ta còn 15 ngàn. Đây, còn 15 ngàn. Chị em còn 15 ngàn, ăn được chi? 15 ngàn nha. Ăn cái gì? Ăn chi được 15 ngàn là được. Mình phải ăn trước. Để về mình có sức mình nấu cho người ta ăn. Ngoài mấy cái này nè. Châu cha. Em đi chợ có 25 ngàn mà nấu cho tối 1 ngàn đó chị. Mà còn dư 15 ngàn em ăn bánh bèo đó. Châu. Dạ. À 15 ngàn là ăn được mấy người? Nhiều lắm hả? Thu cha. Chỉ có tình thương mới có mấy cái giá này thôi. Quán để đi theo tình thương luôn mà. Nè. Mọi người, chợ quê tôi là chợ Hoa Hương mọi người. Thử nha. Đây là cho bạn bên đi ăn nữ nè. Dạ. Tí bà con nghe tí là tại vì hồi xưa là tinh tí ở nhà tinh tí. Không, bà Hồng biết không? Dạ. Bà Hồng bán mì, mà đang về gia đình không bán mì nữa. Đó là đây đứa hả? Tao biết rồi, tưởng nghĩ rồi. Kính thưa bà con, ngày hôm nay là Trường Giang được trở về quê nhà. Dạ. Dạ em hết tiền rồi. Ngày hôm nay Trường Giang được trở về quê nhà là ngay tại cây Hòa Hương luôn. Hồi xưa là ở đây nhiều người biết mẹ con lắm. Biết mẹ con, biết ba con luôn.
Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau hô vang tên chương trình với mọi người. 2 ngày 1 đêm nha. Nha. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm. Rủ ngoại kìa, để tôi qua ngoại ra ngoại. Đây. Đâu ngoại đâu? Ngoại kìa ngoại. Đâu ngoại đâu, ngoại đâu. Ngoại. 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 Ngoại biết em đem chơi với bội. Đem chơi với bội. À. Con nè. Con đi rồi thôi. Vậy hả? Thời sự. Thời sự. Con có thời sự. Chém bông thời sự á ngoại. Ngoại con có thời sự. Cảnh giác hay gì ngoại? Thời sự là một cảnh. Rồi, thôi bà ngoại chơi xù xì với con cái nha. Là vui vẻ 2 3 cắt cắt lại dạ? Ngoại ơi, ngoại ơi, ngoại bà ngoại chưa anh chưa dạy. Xù xì, xù xì nè 2 3 quẩn từ xì không 2 3 quẩn xì một cái đó được rồi. Ok, cảm ơn ngoại nha. Không thắng thôi gì hết, quẩn từ xì thôi nha. 1 2 3 ok trời ơi, đứt khẩu trang rồi. Anh thua rồi Lâm ơi. Trời ơi, cho em cái khẩu trang không được. Dạ rồi, cảm ơn anh. Quảnh xì cái nha, quảnh xì cái đi. Em nha cái gì, em nha cái gì? Quảnh xì nha anh. Lấy ăn. Một, hai. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Anh thua rồi. Cảm ơn em. Kìa cái bé kìa, ra chơi với bé. Rồi, cảm ơn. Mấy người rồi, mấy người rồi. Hai. Đi qua đây, qua đây, qua đây. Anh là một thắng một thua. Qua đây, qua đây. Xù xì Vũ Lâm. Xù xì. 1 2 xù xì Vũ Lâm con. 2 3 con. Không, không sợ hả? Bé nó sợ quá. Xù xì, xù xì cho dập. Xù xì. Thôi em thua luôn. Em thua luôn. Yeah. Lâm ơi, anh Lâm. Lớn mình thua 3 gián Lâm ơi. Sao thua hoài vậy? Thua đó hoài vậy? Thua đó. Qua bé nè. Ê Lâm, thằng bé này chắc chắn sẽ thắng. Không chơi, em đủ rồi, không chơi. Con, chơi quỳnh tù xì không? Xì. Chơi đi. Quỳnh tù xì. Vô cảm luôn, vô cảm luôn, không chơi.